Hello mọi người và chào các bạn đã quay trở lại với video mới này của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ làm cho mọi người một cái video về top 5 những cái phụ kiện sẽ làm cho cái bộ outfit của bạn sẽ trở nên ngầu hơn. Và cái món phụ kiện đầu tiên mà mình không thể nào mà thiếu khi mà mình ra ngoài được, đó chính là một chiếc kính. Ở đây thì các bạn có thể sử dụng kính râm, kính mát hoặc là gọng kính đều được. Ở đây thì mình có một cái kính của Zestal Monster. Đây là một cái kính mát. Mình có một cả cái kính của Zestal Monster nữa, nhưng mà nó là kính râm, nhưng mà mình lại để ở trong cốp xe của mình rồi. Và nếu như mà các bạn cũng đã follow cái Instagram của mình ấy thì hầu hết là mình đều sử dụng hai kính này, là một chiếc kính mát gọng màu vàng, đó là một cái Zestal Monster Buggy gì đấy. Một cái nữa là Zestal Monster 3 Pass 01. Thì đây đều là hai cái kính mà mình đeo khá là lâu rồi. Mình đeo hầu như là những cái bộ outfit gần đây mình cũng đều sử dụng đến hai cái kính này. Tiếp cho mọi người, khi mà mọi người đi mua kính ấy, là mọi người nên đến tận nơi để thử. Có thể là những cái chiếc kính Zestal Monster này không có store ở Việt Nam, nhưng mà mọi người cũng có thể mua ở những cái seller. Các bạn nên đến tận nơi để xem là cái kính đấy có phù hợp với cả mặt mình không. Bởi vì là hầu hết là những cái kính thì sẽ lại phù hợp với tùy loại người, tùy lại cái mắt nhìn khác nhau. Cho nên là mình khuyên mọi người là nên đến tận nơi nếu như mà mọi người muốn mua kính hay là mọi người muốn thử kính. Và món phụ kiện thứ hai đó chính là một chiếc vòng cổ. Ở đây thì mình không có quá nhiều vòng cổ, mình chỉ có đúng một cái, đó chính là một chiếc vòng cổ của Chromehurst. Mặt này là mặt Dagger, mọi người có thể thấy ở đây. Đây là một chiếc vòng cổ Chromehurst, mặt này là mặt Dagger. Và cái chiều dài của nó, nếu như mình không nhầm thì cái chiều dài này nó rơi khoảng tầm là 60 cm, bởi vì là mình đeo vào cổ mình ấy, nó đến tầm ngực mình là vừa. Và cái vòng cổ này mình nghĩ cũng là một cái món phụ kiện mà mọi người nên có, bởi vì là ở mùa hè chúng ta thường mặc những cái bộ outfit rất là đơn giản, chỉ mặc quần short, áo t-shirt thôi, thì mình nên có một cái gì đó để làm cho cái bộ điểm nhấn hơn cho outfit của các bạn. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái vòng cổ này để đeo vào, và nó sẽ làm ở cái phần ngực của các bạn nó sẽ đỡ bị trống hơn. Có thể nói là cái vòng cổ này hợp nhất là khi mà các bạn đeo vào mùa hè, bởi vì khi đó các bạn sẽ mặc những cái bộ outfit nó rất là đơn giản, chỉ là một chiếc áo t-shirt, một chiếc quần short, harem short gì đó, sau đó thì đeo thêm một chiếc vòng cổ vào thì cùng với một chiếc kính râm hay là một chiếc kính mát thì nhìn bộ outfit cực kỳ là chất lượng. Và cái món item thứ ba mà mình muốn show cho mọi người đó chính là một chiếc túi. Đối với mùa hè hoặc là mùa đông thì mọi người cũng nên có cho mình một chiếc túi. Ở đây thì mình có một chiếc túi này, nó gọi là một chiếc túi shoulder bag của hãng là Subtle. Thì đây là một cái túi mà mình được gửi từ bên Hồng Kông về, gửi trực tiếp về đây luôn, cho nên là vẫn còn nguyên bắp bụng các thứ. Mình có làm một cái clip đập hộp ở trên Instagram rồi. Thì các bạn có thể đeo cái túi này đối với những cái bộ outfit mà nó khá đơn giản mà cần điểm nhấn thì chúng ta nên có một cái túi. Hoặc là các bạn cũng có thể dùng những cái túi shoulder bag bé hơn, màu đen, màu trắng, màu be, tất cả những cái màu đều được. Nó phải phù hợp với cả bộ outfit của mọi người là ok. Ngoài ra thì có những cái túi như là túi waist bag. Thì túi waist bag là túi mà dùng để đeo vào cái vùng eo ấy, nhưng mà chúng ta cũng có thể dùng để đeo vào phần ngực này, đeo chéo ngang ngực như này. Và trước đấy mình cũng đã đeo cái túi waist bag này rồi, đó là một cái túi waist bag của Supreme màu đỏ, mình sẽ đeo ngang ngực bên trái như này. Nó là một cái túi, và về cái túi này mình đã chọn một cái màu nó hơi dở hơi một chút, nó là một cái màu kiểu xanh lá cây, kiểu xanh ngọc, nhưng mà màu nó mình thấy là cái màu này nó không đẹp, chứ là mình cũng ít sử dụng cái túi này. Nếu như mà hôm đấy mình mà chọn màu đen thì chắc chắn là túi này mình sẽ sử dụng rất là nhiều ấy. Một cái, và một cái chi tiết rất là hay ở trên cái túi này đó là cái phần mở khóa này, túi kéo ra, bấm vào đây kéo ra xong là nó cả khóa túi thôi. Đây là một cái chi tiết khá là hay mà ở trên những chiếc máy ảnh mà muốn mua những cái chi tiết như này thì nó giá là cao thì phải, nó là quick release hay là cái gì đấy không nhớ tên lắm. Và khi mà mọi người đeo vòng cổ ấy thì chúng ta không nên đeo túi, mà khi mà đeo túi rồi thì không nên đeo vòng cổ. Và hai cái chi tiết đó nó đều ở phần trên phần thân của mọi người, cho nên là nếu như mà cái phần thân nó quá là rối mắt thì đến cái phần dưới nó đơn giản quá thì chúng ta không nên làm như vậy. Chúng ta nên hài hòa giữa phần trên và phần dưới thì nhìn nó sẽ ok hơn. Ở để có thể hài hòa thêm ở phần dưới thì mình có thể sử dụng thêm những cái khăn, như là đây là một cái khăn là bandana. Ở đây là một cái khăn, nó gọi là một cái khăn turban mà những chị em hay dùng để buộc lại cái tóc của mình ấy, thì là những cái khăn như vậy. Thì đây mình có khá là nhiều màu, mấy cái màu này thì mình mua ở trên web thôi, là mà mấy cái màu này thì mình mua ở trên Shopee, cho nên là các bạn có thể tìm kiếm khá là dễ với cái cụm từ là khăn turban là ra rất là nhiều.
Thì ở đây mình có màu đen, màu đỏ. Ngoài ra thì mình thêm có thêm hai cái khăn màu đỏ của Zara. Thì khăn màu đỏ là một cái màu mà mình cũng khá là thích, mình thường xuyên sử dụng cho cái bộ outfit của mình. Ở đây thì các bạn có thể thấy là mình có hai cái khăn này, một cái là khăn là mình mua ở trên Shopee, một cái là mình mua ở Zara. Đây các bạn có thể thấy luôn ở đây là cái khăn ở Zara, nhìn cái chất vải nó khá là bóng, và cái chất vải của nó kiểu như là một cái chất vải lanh, vải lụa ấy, nên là nhìn sẽ bóng hơn. Và cái chất của cái vải này thì mình thấy là nó không tốt một chút nào, nhưng mà so với cả giá thành của nó khá là rẻ. Mình mua đâu đó cái khăn này chỉ khoảng tầm 50.000 hay là 20.000 thôi, còn cái khăn này thì nó lại đắt hơn khoảng 4 lần, cho nên là chúng ta sẽ nhận được một cái chất lượng cao hơn rất là nhiều rồi. Và mình sẽ dùng tới 1/3 hoặc 1/4 chiều dài của khăn này để lắp vào cái phần cạp quần hoặc cái quần đĩa quần của các bạn. Và đối với một cái quần jean thì thường là hay có đĩa quần, các bạn có thể cầm cái này và buộc vào đĩa quần thôi. Còn mùa hè thì có thể là lắp vào cái phần cạp quần chun thì nó vẫn sẽ giữ được cho các bạn. Và về cái phần gấp cái khăn banana này thì mọi người hãy làm như cái clip này của mình sau đây. Và về cái độ dài tích hợp của cái khăn banana này, khi mà các bạn dắt vào cặp quần của mình ấy, là chỉ rơi vào khoảng tầm từ 1/3 cho tới 1/4 cái chiều dài khi mà các bạn gấp vào thôi. Bởi vì nếu như mà dài quá thì nhìn chân của các bạn sẽ rất là ngắn, và cái khăn này nó dài có thể thậm chí là quét đất luôn. Cho nên là chúng ta chỉ sử dụng tầm trong tầm đó, bởi vì nó là một cái độ dài lý tưởng rồi. Và tiếp theo sẽ là một cái món phụ kiện thứ 5. Ở cái món phụ kiện này thì mọi người có cũng được mà không cũng được, thì đó chính là một chiếc lanyard. Thì nếu như các bạn cũng biết rồi, cái lanyard này là dùng để đeo thẻ, đeo những cái thẻ tên của mình ở đằng trước ngực. Thì các bạn có thể sử dụng cái này thay cho vòng cổ, bởi vì là nếu như các bạn không có vòng cổ thì có thể sử dụng một những cái chiếc lanyard này, các bạn có thể mua theo màu. Và ngoài ra thì mình sẽ sử dụng những cái móc này ở trên lanyard và móc vào phần đĩa quần của mình, nếu như mà các bạn muốn tạo nên được một cái sự gì đó nó tự nhiên và nó khá là bay bổng ở trên cái bộ outfit của các bạn ấy. Thì khi mà các bạn lắp cái này vào đĩa quần thì đi nó cứ lắc như này, thì nhìn trong cái bộ outfit nó sẽ chất hơn rất là nhiều. Và tiếp theo sẽ là một cái phụ kiện, đó chính là một cái vòng tay. Và ở đây thì mọi người có thể sử dụng những cái vòng tay như là những cái cúp như này của mình, hoặc là những cái vòng tay làm từ dây giày, nó có thương hiệu là Rastaclac, hoặc là những cái vòng tay của Việt Nam nó có tên là Watt, thì đều khá là đẹp khi mà các bạn đeo vào tay. Và cái chi tiết của cái vòng tay này nó cũng khá là nhỏ thôi, cho nên là nếu như các bạn có được, không có thì thôi, cũng không cần thiết bắt buộc là các bạn phải có. Nhưng mà nếu như mà những cái phụ kiện trên thì mọi người nên có. Và đó là top 5 những cái món phụ kiện mà mình recommend, mình muốn giới thiệu với cả mọi người mà mọi người nên có. Và mọi người đã có những cái món phụ kiện nào rồi thì hãy comment bên phía dưới để cho mình biết. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace.